Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Và như vậy thì mới nửa năm trôi qua thôi, 6 đến 7 tháng gì đấy. Thế nhưng mà chúng ta đã có rất nhiều những cái phốt về công nghệ. Các hãng lớn bây giờ là dính phốt hết rồi, Samsung với cả Huawei các thứ. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những cái phốt về công nghệ trong nửa đầu năm 2019. Và mình chắc chắn rằng video này nó chưa kết thúc đâu anh em ạ. Cuối năm mình tổng hợp lại anh em thêm lần nữa. Rồi vậy thì những cái phốt đấy là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây. Anh em ơi! Thì cái đầu tiên không thể không nói tới đó chính là việc Huawei họ đã bị cấm vận. Để mình tóm tắt như này cho anh em dễ hiểu. Và một buổi sáng đẹp trời thì Tổng thống Donald Trump đã ký một cái sắc lệnh là cấm các công ty Mỹ hợp tác với Huawei. Và trong đó thì có rất nhiều những cái công ty lớn, những ông trùm của ngành công nghệ thế giới. Ví dụ như chúng ta có ARM này, chúng ta có Qualcomm này, và thậm chí là cả Google cũng nghỉ chơi với lại Huawei luôn. Và trong vòng hơn một tháng thì mình nhớ rằng là Huawei họ đã trở nên là điêu đứng. Rất nhiều những sản phẩm của Huawei, người dùng thì bán tống bán tháo sản phẩm đi. Đại lý thì cũng đã hỗ trợ là đổi trả. Ví dụ như là những cái điện thoại như kiểu là Huawei P30 Pro chẳng hạn, giá niêm yết của nó cũng phải rơi đến tầm khoảng hơn 20 triệu. Nhưng mà có ông cũng lại chỉ mua với giá là 5 triệu thôi. Một cái mức giá phải gọi rằng là không thể tin được. Một cái mức giá mình thấy rằng là nó thực sự là nó rất điên rồ. Một flagship hơn 20 triệu bây giờ bán chỉ có được 5 triệu. Và trong suốt một tháng đó thì người dùng họ nghĩ rằng là thôi rồi, quả này Huawei đứt rồi, ăn thế nào được. Tại vì những cái sản phẩm sắp tới của Huawei thì có thể là nó sẽ không được hỗ trợ chip ARM, cũng như là rất có thể là nó không được hỗ trợ cả những dịch vụ của Google luôn. Không xem được YouTube, không mở được Google Maps thì sử dụng như thế nào. Và trong lúc đó thì những đối thủ của Huawei, ví dụ như là Oppo hay là Xiaomi, họ đã nhân cơ hội này, họ đã phát triển hơn với những sản phẩm mới. Ví dụ như là Oppo, chúng ta có chiếc Oppo Reno trong thời gian gần đây. Xiaomi thì họ có những sản phẩm ví dụ như là Xiaomi Mi 9cc này, K20 Pro hay là Mi 9T, nói chung rất là nhiều. Thế nhưng đùng một cái mọi thứ lại trở nên tươi sáng hơn rất nhiều với lại Huawei. Và để mình cập nhật lại cho anh em rằng là trong cái cuộc họp gần nhất thì ông Trump, ông ấy đã nói rằng là ông ấy sẽ dỡ bỏ lệnh cấm và rằng là bây giờ những cái công ty Mỹ có thể là hợp tác với lại Huawei như bình thường. Thế nên là bây giờ anh em đã có thể yên tâm mua được những cái sản phẩm của Huawei. Và theo như mình thấy thì chiếc Huawei P30 Pro thì đang được giảm 15% trừ thẳng vào cái mức giá luôn. Và cộng với đó là nếu như mà có bất kỳ một cái vấn đề gì về Huawei thì anh em có thể là yên tâm là Xiaomi họ cũng sẽ cam kết là xử lý. Thành ra là với những chiếc máy ví dụ như là Huawei P30 Pro hay là Y9 Prime thì anh em hoàn toàn yên tâm là anh em bây giờ đã có thể mua được rồi. Rồi đó là về cái phốt đầu tiên mà có thể gọi rằng đây là cái phốt lớn nhất. Và chúng ta sẽ đến với lại cái phốt thứ hai, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Fold. Ý mình là Galaxy Fold. Và thực tế rằng là Galaxy Fold là một trong những chiếc điện thoại được mong chờ nhất trong năm nay. Thế nhưng có một cái vấn đề như này, đó chính là Samsung họ đã cực kỳ, họ rất là vội vã ra mắt cái sản phẩm này trong khi nó chưa hoàn thiện. Họ muốn rằng là Samsung Galaxy Fold ấy, nó phải là một cái điện thoại màn hình gập được thương mại hóa lần đầu tiên trên thế giới. Thế nhưng mà cái hệ quả cho việc này là rất lớn. Và hệ quả là chiếc Samsung Galaxy Fold của chúng ta thì nó vẫn tồn đọng rất nhiều những cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên đó chính là chiếc máy của chúng ta thì nó bị lồi nguyên một cục ở ngay giữa màn hình luôn. Và cũng chính vì cái cục này nó thành ra là chúng ta sẽ có một cái đường sọc ngay ở chính giữa màn hình, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ. Tuy nhiên đó mới chỉ là cái vấn đề đầu tiên thôi. Cái vấn đề thứ hai đó chính là chiếc Samsung Galaxy Fold của chúng ta thì rất nhiều máy đã bị hiện tượng là bị liệt nguyên một nửa màn hình luôn. Và cái hiện tượng này thì nó không chỉ xảy ra ở một hai máy mà đã có rất nhiều máy đã xảy ra hiện tượng này. Và cái vấn đề cuối cùng đó chính là rất nhiều những reviewer nước ngoài thì họ có trên tay chiếc Samsung Galaxy Fold và sau đó thì họ có bóc cái phần bảo vệ màn hình ra. Và tất nhiên sau đó thì chiếc máy chúng ta cũng không thể sử dụng được. Và tất nhiên là cũng giống như sự cố ở trên chiếc Samsung Galaxy Note 7 thì Samsung họ vẫn xử lý một cách rất là chuyên nghiệp. Họ đã thu hồi tất cả những cái mẫu máy Samsung Galaxy Fold để có thể là khắc phục cũng như là sửa lỗi. Và sau đó thì chính CEO của Samsung cũng đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận rằng là những chiếc Samsung Galaxy Fold họ ra mắt quá sớm và những chiếc máy này thì nó chưa sẵn sàng. Thế nhưng mà mình vẫn chưa biết được rằng là cái lô hàng Samsung Galaxy Fold này thì các anh Samsung anh đã sửa xong chưa. Mà từ đó cho đến bây giờ là chúng ta vẫn chưa có bất kỳ một cái thông tin gì về cái thời gian, về cái mức giá cũng như là cái thời gian bán lại của chiếc Samsung Galaxy Fold. Còn ở thời điểm hiện tại thì các nhà mạng họ cũng đã hủy đơn đặt hàng cũng như là chúng ta cũng không biết được rằng là bao giờ chúng ta mới có thể là được mua chiếc Samsung Galaxy Fold. Tuy nhiên thì mình sẽ mang cho anh em một cái tin vui, đó chính là trong vài ngày gần đây thôi thì đã có một hình ảnh người đàn ông đã sử dụng chiếc Samsung Galaxy Fold dùng như bình thường đó. Và đối chiếu với lại cái hình ảnh này thì chúng ta có thể hy vọng được rằng là trong thời gian ngắn sắp tới, ngắn thôi, thì chiếc Samsung Galaxy Fold sẽ được bán ra. Mong là như thế. Nhân vật thứ ba trong video ngày hôm nay cũng là một nhân vật rất nổi, đó chính là chiếc Google Pixel 4. Trước những cái sự kiện điện thoại thì anh em cũng biết rằng là những cái hình ảnh leak, những cái hình ảnh render, nó là một điều rất bình thường đúng không ạ?
Thế nhưng mà những cái hình ảnh leak, những cái hình render đó ấy, thì thường là cái nguồn nó là từ bên ngoài. Đằng này là các anh Google, các anh tự leak ảnh luôn. Như kiểu là thôi, tôi đăng ảnh luôn cho các anh đỡ thắc mắc. Các anh ấy chặn tất cả những nguồn tin bên ngoài, các anh ấy tự đăng luôn. Đấy. Và khi mà cái hình ảnh Google Pixel 4 nó ra mắt thì ôi thôi, sao nó lại giống chiếc iPhone 11 đến như vậy. Mặc dù tất nhiên ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn chưa thể biết được rằng là chính thức chiếc iPhone 11 cũng như là chiếc Google Pixel 4, cái thiết kế của nó sẽ chính thức là như thế nào. Tuy nhiên, cái sự việc này cũng làm cho fan Android một fan rất là khó hiểu. Tại vì sao? Bởi vì là từ trước tới nay thì anh em cũng biết rằng là Android cũng như là iPhone luôn luôn là hai thế lực đối nghịch lẫn nhau. Đấy. Và thậm chí là kể cả khi mà chiếc iPhone 11 nó bị lộ ảnh leak ra thì fan Android chê thậm tệ luôn, bảo là ui dồi ôi cái máy này nó xấu thế. Ôi đây là một cái bước lùi của công nghệ và thực sự là không thể nào mà tôi bỏ tiền ra mua cái máy này. Ấy vậy mà giờ đây ông tổ của Android là Google lại có thiết kế giống hệt với lại iPhone. Thì bây giờ mình nghĩ rằng là những fan Android thì chỉ có cách là hạn hán lời mà thôi. Rồi và tất nhiên là nhắc tới những ông lớn thì chúng ta không thể không kể tới cái tên Apple. Thế nhưng mà đây cũng không hẳn là một cái phốt mà nó chỉ đơn giản là một cái tin buồn cho những ai là fan của Apple, cho những ai yêu quý thương hiệu Apple mà thôi. Đó chính là về việc sau 20 năm thì giám đốc thiết kế của Apple, ông Johnny Ive đã chính thức nói lời chia tay tới thương hiệu quả táo cắn dở. Và sau đó thì chia tay Apple để lập công ty riêng. Johnny Ive và Apple tuy là chia tay nhau, thế nhưng mà rõ ràng chúng ta không thể phủ nhận được một cái tầm ảnh hưởng rất lớn của Johnny Ive tới những cái thiết kế của Apple. Ông đã thiết kế hầu hết những cái sản phẩm của Apple, chúng ta có MacBook này, chúng ta có iPod, iPad và thậm chí là kể cả những cái thiết bị iPhone mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày nữa. Và trên thực tế thì cái quyết định này, quyết định nghỉ việc của ông thì đã được đưa ra từ lâu và đã có khá là nhiều nguồn tin cho rằng là ông đã mâu thuẫn với lại CEO của Apple là Tim Cook. Và sau đó thì ông đã dẫn tới quyết định là nghỉ việc. Thế nhưng mà sau đó thì CEO của Apple là Tim Cook thì cũng đã chính thức lên tiếng rằng là những cái thông tin như thế này là những cái thông tin nó bịa đặt và những cái thông tin nó không có căn cứ. Và rằng là hiện tại mối quan hệ của Johnny Ive cũng như là Tim Cook thì vẫn đang rất là tốt. Thế nhưng mà mình cũng phải thông tin cho anh em như này, đó chính là kể cả khi mà Johnny Ive ông ấy có nghỉ Apple chăng nữa thì anh em cũng đừng lo, bởi vì là một trong những khách hàng lớn nhất cũng như là khách hàng đầu tiên của công ty của Johnny Ive đó chính là Apple. Thế nên là tất nhiên là trong những khoảng thời gian sắp tới, ví dụ như là iPhone 12, 13 thì rất có thể là Johnny Ive vẫn sẽ thiết kế nên những cái mẫu điện thoại này. Và có thể là nhiều anh em cũng không thích lắm tại vì ông thiết kế xấu vậy. Và tất nhiên là với cái việc là công ty ngoài, Apple họ thuê công ty ngoài thì rất có thể là giá iPhone chúng ta nó sẽ tăng lên. Đấy, thì thông tin đến thế cho anh em. Rồi, thì đó là về tất cả những cái phốt của làng công nghệ trong năm nửa năm vừa qua. Và nói chung là chúng ta mới qua được 6 tháng thôi. Thế nhưng là anh em cũng thấy rằng là chúng ta có rất rất nhiều những cái phốt. Các ông lớn thì cũng đã dính phốt hết rồi. Huawei cũng có mà Samsung thì cũng có. Vậy còn anh em thì sao? Đối với anh em thì cái phốt nào nó khiến cho anh em gọi là đáng nhớ nhất trong vòng nửa năm 2019 này, anh em comment bên dưới nhé. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của anh em TV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Đây là Hải Triều. Bye. Rồi.